Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Hạnh sẽ hướng dẫn chúng mình làm đồ chơi để chơi một trò chơi. Trò chơi của cô có tên là ném phi tiêu trúng bóng. Và bây giờ cô Hạnh sẽ hướng dẫn chúng mình làm phi tiêu nhé. Vừa rồi cô Hạnh vừa hướng dẫn chúng mình làm một đồ chơi phi tiêu để chúng mình có thể chơi ở nhà cùng với ông bà, bố mẹ. Còn bây giờ cô Hạnh sẽ xin chào và hẹn gặp lại các con ở những video lần sau.